Chiều tối ngày hôm qua 25 tháng 11, công an huyện An Dương Hải Phòng đã đưa một phụ nữ về trụ sở để làm rõ nguyên nhân việc người này đạp đổ hàng loạt xe máy lớn tiếng thách thức trong khuôn viên trụ sở công an xã An Đồng. Trước đó sáng ngày 25 tháng 11, người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi đến trụ sở công an xã An Đồng huyện An Dương trình báo về việc mâu thuẫn tranh chấp với một người cùng công ty. Công an xã An Đồng đã tiếp nhận hồ sơ để xử lý vụ việc. Đến chiều cùng ngày, người phụ nữ À, trên trở lại cùng một người đàn ông khác để tìm gặp trưởng công an xã, yêu cầu sớm giải quyết vụ việc nhưng không gặp được. Người phụ nữ này sau đó đã bực tức đạp đổ hàng loạt xe máy dựng trong sân trụ sở, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng. Khi nhìn thấy một người đi qua, người phụ nữ này liền lớn tiếng và dùng những lời nói thô tục thách thức tại đây. Khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân xã An Đồng đã báo công an huyện An Dương xuống giải quyết vụ việc. Người phụ nữ này về trụ sở để điều tra. Quá trình làm việc với cơ quan công an, người này có biểu hiện thần kinh không ổn định công an huyện an dương đã bàn giao người phụ nữ này cho gia đình quản lý tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định